triết lý tâm bệnh của người xưa từ xa xưa cha ông ta đã đúc kết ra kinh nghiệm về tâm bệnh và cho rằng phần lớn bệnh tật là từ tâm mà sinh ra bản thân từ này đã đủ nghĩa rồi thiết nghĩ không cần giải thích gì thêm có điều là trong cuộc sống hiện đại gấp gáp của ngày hôm nay khi người ta luôn bị stress bởi áp lực công việc của những toan tính thường ngày thì triết lý này của các cụ lại một lần nữa cho thấy được tinh hoa của người xưa trong cuộc sống của con người, không kể đến những nguyên nhân như dịch bệnh, thói quen ăn uống, các động vật gây hại, thì một trong những nguyên nhân gây ra bệnh chính là từ suy nghĩ của bản thân mình. Sách xưa kể lại, từ thời Xuân Thu Chiến Quốc, Ngũ Tử Tư, chỉ sau một đêm suy nghĩ mà bạc trắng cả đầu, cái tích ấy có thể là hư cấu lên bởi người xưa cũng hay phóng đại để nhằm nói những ẩn ý bên trong. Nhưng cái chuyện suy nghĩ nhiều quá làm con người ta nhanh bạc đầu, nhanh giả trước tuổi là hoàn toàn logic về mặt sức khỏe sinh học hay như thời tam quốc gia cát lượng ngày đêm làm việc đến mức mà chết sớm khi chưa tròn tâm nguyện hoàn toàn là do lao lực mà thôi chúng ta đọc trong lịch sử thì trừ những ông vua mở cõi trên lưng ngựa còn có thể sống lâu do quen với việc vận động cũng như trải qua rèn luyện của thời tiết còn phần lớn thì ông vua của thế hệ sau khi đã quen với việc hưởng thụ thì lại không có được tuổi thọ cao do ăn chơi quá độ những trường hợp ấy đa phần là do tâm bệnh mà ra ôn cố trì tân nếu chúng ta nhìn lại cuộc sống ngày hôm nay thì rõ ràng tâm bệnh của chúng ta là một mối đe dọa thường trực. Chúng ta ngày đêm mong có một cuộc sống sung túc, thậm chí chỉ đơn giản như ước mơ xây một cái nhà thật to, thật đẹp để hàng xóm phải lát mắt. Từ cái ước mơ đó chúng ta nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn cả những sinh hoạt tối thiểu, rồi cũng đạt được ước mơ ấy. Nhưng rồi chúng ta khổ sở vì giữ cho nhà sạch, khổ vì trả nợ, rồi khổ vì đủ thứ. Thành thử chúng ta lại là nô lệ cho giấc mơ của chính mình. Cái vòng luẩn quẩn ấy sinh ra bệnh tật. Bệnh do suy nghĩ quá nhiều bệnh do làm việc quá sức, bệnh do sinh hoạt không điều độ. Đấy là mong muốn chính đáng còn thế, chưa nói đến những đam mê khác. Tất nhiên nhiều người sẽ nói rằng cuộc sống không có đam mê, không có thú chơi thì sống khác gì đã chết, nhưng đấy là cách nói bao biện mà thôi. Tất cả đều phải điều độ để duy trì cho cơ thể sức khỏe, dù rằng con người không thể tránh nổi vòng sinh, lão, bệnh, tử. Người nghiên cứu về tâm bệnh nổi tiếng nhất trong lịch sử Việt Nam chính là danh y Tuệ Tĩnh. Ông đã chỉ ra được cái mối quan hệ giữa tâm và bệnh hơn thế nữa, đã đúc kết cho người đời cách rèn luyện và giữ gìn sức khỏe phòng chống bệnh tật qua 14 chữ được viết theo thể thơ lục bát để người đời dễ nhớ và dễ thuộc. Bế tinh dưỡng khí tồn thần, thanh tâm quả dục thủ chân luyện hình. Chúng ta đều biết tinh khí thần là ba báu vật của con người, nếu tinh khí thần đầy đủ sung túc là khỏe mạnh. Tuệ tĩnh khuyên chúng ta muốn khỏe thì phải giữ gìn tinh khí của chúng ta không bị phung phí hao tổn một cách vô ích. Tinh ở đây phải hiểu là cơ sở vật chất của sự sống bao gồm các tinh chất nuôi sống cơ thể như protein, glucid, lipid, các sinh tố, các nguyên tố vi lượng, máu nước. Tất nhiên có bao gồm cả tinh sinh dục chứ không phải chỉ có tinh sinh dục như một số người đã hiểu sai. Bế tinh là giữ tinh luôn được đầy đủ, đừng để tinh bị phung phí hao tổn. Bởi vì tinh là cơ sở vật chất của sự sống tinh được đầy đủ tất nhiên con người sẽ khỏe mạnh. Ăn uống thiếu thốn, lao động quá sức, dâm dục quá độ sẽ làm hao tổn tinh khí, sinh ra ốm đau bệnh hoạn. Vì thế, muốn sống lâu phải bế, giữ tinh. Dưỡng khí là bảo vệ giữ gìn sức lực của mình luôn luôn cường tráng. Muốn cho năng lực hoạt động của con người được khỏe tất nhiên phải cần có tinh, được giữ đầy đủ. Nhưng trong sinh hoạt lao động đều phải biết dưỡng khí, tức là phải biết giữ gìn sức lực trong lao động, cả lao động trí óc và lao động chân tay. Không nên cố gắng quá sức không chơi bời quá độ, tức là biết dưỡng khí, cơ thể khỏe mạnh thì mới sống lâu. Tồn thần là luôn giữ gìn tinh thần của mình được thanh thản, thoải mái. Đừng để cho hoàn cảnh bên ngoài làm nhiễu, loạn tinh thần chúng ta. Đừng làm điều gì để lương tâm chúng ta bị cắn rứt mà y học ngày nay gọi là những stress. Thì đó là biết tồn thần, yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng trong vấn đề bảo vệ sức khỏe và vì thế mà y học cổ truyền rất coi trọng yếu tố thất tình sự rối loạn của 7 trạng thái tinh thần trong nguyên nhân gây bệnh nội thương như tức giận thì hại can vui quá thì hại tâm lo nghĩ nhiều hại tỳ buồn giàu hại phế kinh khủng sợ hãi hại thận trên thực tế thì cuộc sống chúng ta ai cũng hiểu được là trạng thái tinh thần của chúng ta ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta rất nhiều và nhiều loại bệnh và cơn bệnh do yếu tố tinh thần gây nên như suy nhược thần kinh cơn hen cơn đau bao tử cơn cao huyết áp tai biến mạch máu não các bác sĩ ngày nay vẫn cho rằng khi trị bệnh mạng tính thì việc đầu tiên của người thầy thuốc là nên ổn định tinh thần cho người bệnh còn như thanh tâm quả dục lụ, thủ chân luyện hình là những điều rất cần có để đảm bảo sức khỏe tốt người ta muốn thanh tâm tức là giữ cho cái tâm trong sáng thì phải quả dục vì bất cứ sự tham lam nào tham danh tham tiền tham sắc đều làm cho cái tâm của mình khó sạch mà tâm không sạch tinh thần bứt rứt thì làm sao mà khỏe mạnh được thủ chân là giữ cho chân khí được tốt và muốn vậy Ngoài việc bế tinh giữ khí tồn thần, thanh tâm quả dục như Tuệ Tĩnh đã dạy thì việc luyện hình để thủ chân là rất cần thiết như Hoa Đà. Một vị danh y Trung Quốc vào thế kỷ thứ hai đã nói vận động giúp khí huyết lưu thông và ngăn ngừa bệnh tật. Một trong những bậc danh y nổi tiếng khác của lịch sử y học nước nhà, Hải Thượng Lãn Đông cũng đặt vấn đề nuôi dưỡng tinh thần lên hàng đầu trong việc giữ gìn sức khỏe. Lã Đông đã viết, các bậc hiểu sâu đạo lý tu dưỡng thời thượng cổ dạy gặp hư tà phong của ngoại giới phải xa lánh kịp thời đồng thời tư tưởng cũng phải ổn định yên tĩnh không có đầy tham vọng bậy bạ thì chân khí trong người được hòa thuận tinh thần có thu mà không hao tán bệnh tật không có ngõ nào để xâm nhập được nhờ vậy mà ý chí của họ rất an nhàn ít có dục vọng trong lòng của họ luôn luôn yên tĩnh chẳng có sợ sệt tuy lao động mà không mệt mỏi tâm không tham nên cái gì cũng thuận lòng tự thấy đủ dễ được mãn nguyện không đòi hỏi nhiều nên cũng dễ đạt được triết lý tâm bệnh của người xưa còn thể hiện một phương châm mà mọi phương pháp y học từ cổ chí kim đều dùng làm kim chỉ nam đó là phòng bệnh hơn chữa bệnh chính vì thế mà nhiều khi chỉ cần học theo cổ nhân là chúng ta đã tránh được những bệnh tật mà chỉ khi mắc phải chúng ta mới cay đắng nhận ra rằng nó hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân mình.